Sau hơn 3 tháng chờ đợi thì Invincible tập thứ 5 của mùa thứ 2 cũng đã chính thức quay trở lại. Và đây hẳn sẽ là một trong những tập ấn tượng của mùa thứ 2 này khi nó đưa cảm xúc của chúng ta trở lại với nhiều sự mất mát. Cùng với đó là một tuyến truyện có phần dồn dập gay cấn hơn khi giờ đây các tình huống xấu đã liên tục xảy ra với cả trái đất lẫn ngoài không gian và một bí mật bất ngờ về tổ chức liên minh các hành tinh chống lại người vưu trùng. Vậy thì điều gì đã xảy ra trong tập thứ 5 này? Hãy tiếp tục cùng mình khám phá Invincible mùa 2 sau một thời gian gián đoạn của bộ phim và đến với phân tích tập thứ 5 của mùa 2 trong video nhé. Trước tiên thì để các bạn nhớ lại những tình tiết đã xảy ra trong 4 tập trước đó của Invincible thì mình sẽ điểm nhanh lại cho mọi người cùng nhớ chuyện gì đã xảy ra ở 4 tập trước đó. Với tập 1 kể về Livy, một nhà khoa học có khả năng di chuyển và kết nối các vũ trụ khác. Vì mục đích tốt đẹp, Livy muốn toàn bộ tri thức của tất cả các biến thể giống với mình nên đã lên một kế hoạch gộp toàn bộ bản thể của mình ở các thế giới khác lại. Nhưng đã có một sự cố xảy ra khiến kế hoạch này đã bị phá hỏng, biến Livy không còn làm chủ được bản thân khi nhiều bản thể thù ghét Invincible chiếm được quyền kiểm soát. Sau đó, Mark phải giải quyết các hậu quả mà cha mình để lại khi phải tìm cách giảng hòa với Alastid vì Omni-Man đã giết Aquarius, vị vua của họ. Đồng thời thì đội Thiên Team có thêm sự gia nhập của một người sao hỏa bí ẩn đã âm thầm giả làm một người trái đất. Tiếp đến là câu chuyện về Alan khi anh quay trở về báo cáo cho hội đồng về khám phá của mình tại trái đất. Cũng vì thế mà anh nhanh chóng bị người Vitrum trừ khử. Mặc dù không chết, nhưng Alan cũng đã bị thương rất nặng và còn có dấu hiệu bị thủ tiêu bởi thủ lĩnh của Liên minh. Đồng thời thì tại trái đất đã có một nhóm các sinh vật ngoài hành tinh tới nhờ Mark cứu lấy hành tinh của họ. Mark đã đồng ý tới hành tinh Thorson bất chấp lời cảnh báo của Siso. Và tại đó Mark nhận ra Omni-Man đang làm vua của thế giới này. Omni-Man đã cho Mark biết rằng ông đã có thêm một người con trai nữa ở thế giới này và giờ thì người Vitrum đang chuẩn bị tấn công nơi đây. Ông muốn nhờ Mark hãy cùng mình chiến đấu để bảo vệ thế giới này như một cách mà ông muốn sửa chữa những sai lầm. Nhưng người Vitrum đã tấn công nhanh hơn dự kiến. Mặc dù hai cha con Mark đã có thể hạ được hai chiến binh Vitrum, nhưng vì sơ suất họ đã bị đánh lén bởi Lucan. Omni-Man đã bị bắt về và được thông báo là sẽ sớm bị xử tử. Craig, một vị chỉ huy của Vitrum đã cảnh báo rằng nếu Mark không làm thay các công việc chinh phục trái đất của cha mình thì họ sẽ tới và tự tay làm việc đó một cách tàn nhẫn hơn. Và đó cũng là sơ lược qua về nội dung của 4 tập đầu. Sang tới tập thứ 5 này thì đó là một khoảng thời gian ngắn sau các sự kiện đó, Mark đã chọn ở lại Thorson để giúp họ khắc phục hậu quả thay như lời xin lỗi vì đã làm thế giới này bị liên lụy vướng vào các xung đột. Khi này thì tại trái đất, các vệ binh của địa cầu đang phải đối mặt với một nhân vật được gọi là Omnipotus. Nhân vật này xuất hiện lần đầu trong ấn bản Invincible số 27 của năm 2005. Hắn ta cũng đã tới trái đất khi mà Mark vắng mặt. Omnipotus đến từ một chiều không gian khác. Hắn tới với mục đích hấp thụ năng lượng để khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Và có vẻ đội vệ binh địa cầu đã chiến thắng được hắn. Trong comic thì người đánh bại hắn là Blake Sampson khi đã đưa hắn trở về chiều không gian cũ. Trong comic, khi Invincible đối mặt với Levi thì Omnipotus cũng đã được triệu hồi để tham chiến trở lại. Nên chắc chắn ở cuối mùa thứ hai này thì tên Omnipotus sẽ còn quay trở lại với màn tái đấu chính thức với Invincible. Nữ hoàng Andressa đã nhờ Mark hãy mang con trai mình về trái đất để nuôi dạy. Vì đứa con lai này có tốc độ phát triển chậm hơn người Thorson rất nhiều, tức là họ sẽ chết trước khi đứa bé này kịp trưởng thành. Chúng ta sẽ thấy nữ hoàng Andressa già đi trông thấy chỉ trong 2 tháng mà Mark xuất hiện, tức là chu kỳ sống của người Thorson chỉ khoảng 1 năm, nên khái niệm một thế kỷ với họ là quá xa vời. Vì thế Mark đã chấp nhận mang đứa bé về trái đất cùng với mình. Và Mark cũng coi đứa bé này không khác gì một đứa em khác mẹ của mình. Với Mark thì có vẻ ổn, nhưng với Debbie thì có vẻ tâm lý sẽ còn phức tạp hơn. Debbie vừa cố gắng trở lại với cuộc sống bình thường của mình sau những biến cố. Người xuất hiện đưa Debbie về và còn tặng cho cô một chai rượu, đó chính là bạn trai cũ của cô. Trong comic, ông ta xuất hiện lần đầu trong đầu truyện số 51 của năm 2007. Nên sự xuất hiện của đứa bé này sẽ mang lại cho cô nhiều cảm xúc hơn. Nhưng ít ra thì Debbie giờ đây cũng đã chấp nhận sự thật với một cuộc sống mới và sẵn sàng giúp Mark trông chừng đứa bé này. Khi này, chúng ta sẽ thấy Oliver đang chơi đùa nghịch ngợm với trái bóng chày. Đó là một chi tiết liên hệ tới chính Mark, khi cậu cũng đã từng chơi bóng chày rất vui vẻ với cha mình trong mùa thứ nhất khi Omni-Man dạy các kỹ năng cho Mark. Thế nên, nó sẽ là một gợi ý rằng sắp tới Mark sẽ tiếp tục thay cha mình huấn luyện các kỹ năng chiến đấu cho Oliver. Và tất nhiên là giờ đây, Mark sẽ không để những sự trớ trêu lặp lại với em trai của mình. Sau đó, câu chuyện tiếp tục tới với phân cảnh của Dolan, khi ông ta nhận ra mình chính là một người máy và phẫn nộ trao hỏi Cecil về chuyện này. Ông ta muốn biết Cecil đã làm gì với mình. Cecil đành phải tiết lộ sự thật cho Dolan biết rằng toàn bộ cơ thể của ông là người máy, nhưng bộ não thì vẫn là của Dolan. Đó là toàn bộ những gì nguyên vẹn còn sót lại. Và công nghệ mới cho phép Dolan tái sinh mà vẫn giữ lại nguyên vẹn ký ức và hành vi. Với bản chất thì đó vẫn là ông ta. Điều này thì cũng đã y hệt với những gì đã diễn ra trong comic khi cơ thể của Dolan đã được thay thế hoàn toàn bởi máy móc. Điều này cũng sẽ dẫn tới việc Cecil sẽ có thể đưa nhiều người quay trở lại với ký ức nguyên vẹn của họ sau khi đã hy sinh. Khung cảnh chuyển về căn phòng của William tại trường đại học. Khi Mark đã trở lại,
và ngạc nhiên khi William đã đóng toàn bộ các cửa sổ vì sự ám ảnh với người Thorson đã từng xuất hiện. Mark đã nhanh chóng muốn đến chỗ của Amber vì cậu đã biến mất quá lâu, nhưng Cecil đã chặn cậu lại và muốn Mark nhanh chóng trở về căn cứ để báo cáo. Đồng thời Cecil cũng đã biết toàn bộ câu chuyện giữa Mark và mẹ mình. Có nghĩa là Cecil vẫn tiếp tục theo dõi ngôi nhà của Mark, kể cả khi Omni-Man đã không còn, mặc dù nó chỉ còn là nghe lén chứ không còn là giám sát quay camera trực tiếp như trước nữa. Tức là Cecil vẫn luôn đề phòng Mark để tránh lặp lại thảm họa của Omni-Man. Mọi thứ cần phải được kiểm soát ngay từ đầu, bất chấp việc Mark vẫn luôn giữ lập trường bảo vệ trái đất tới cùng. Điều này thì cũng không bao giờ là thừa, vì sự kiện Levi kết nối đa thế giới cũng đã cho thấy một sự thật tàn khốc rằng hầu hết các vũ trụ khác thì Omni-Man và Invisible đã cùng nhau hợp lực thống trị trái đất. Đặc biệt là giờ đây, sự xuất hiện của Oliver sẽ nhân đôi thảm họa khi đó tiếp tục là một người con lai Vitrum. Cecil đã muốn đưa Oliver về chăm sóc để vừa kiểm soát vừa để nghiên cứu về sức mạnh của người Vitrum. Điều này đã ngay lập tức bị Mark phản đối và cậu đã yêu cầu hủy mệnh lệnh này ngay lập tức với một sự nghiêm túc. Đó là một sự thể hiện rằng Mark đang cố gắng bảo vệ gia đình mình tới cùng, không cho phép họ bị tổn thương. Cecil hiểu rõ nếu là Mark tức giận thì mọi chuyện sẽ càng khó kiểm soát hơn nên đã đồng ý không can thiệp vào chuyện này nữa. Sau đó, Mark đã tới gặp Amber và cả hai đều trong tâm trạng quay cuồng với cuộc sống mới. Amber đã phải trải qua nhiều biến cố khi trượt bài thi quan trọng và người ông của Amber cũng đã vừa qua đời. Tuy nhiên thì Amber vẫn luôn cố gắng hiểu cho Mark để cậu an tâm với cuộc sống siêu anh hùng. Cô cũng khẳng định rằng dù Omni-Man có phá hủy bao nhiêu hành tinh đi nữa thì cũng sẽ không làm thay đổi tình yêu giữa hai người họ. Khi này, tại trụ sở an ninh địa cầu đã nhận được một thông báo rằng đang có một con tàu chiến của sao hỏa chứa đầy các sinh vật đang tiến tới và nó không hề hồi đáp. Smith khi này đã hiểu ra sự nguy hiểm và tự thú nhận về bí mật của mình. Tuy nhiên thì hầu hết mọi người đều biết Smith là người sao hỏa ngay từ đầu. Smith đã tiết lộ rằng người sao hỏa dùng Secret làm người hầu vì chúng không thể xâm nhập qua lớp da của họ. Và khi những phiền ra trái đất quay về, Smith đã chớp lấy cơ hội hạ gục một người để trà trộn vào đó tiến về trái đất. Và hậu quả là phiền ra đó đã trở thành vật chủ cho đám Secret với số lượng lên tới hàng triệu con. Thế nên, nhóm vệ binh sẽ phải huy động nguồn lực tối đa, bao gồm cả Mark và Samantha để có thể chia thành hai đội. Một đội tiến vào không gian ngăn chặn phi thuyền sao hỏa trước khi nó tới được trái đất và sẽ trở thành một thảm họa hủy diệt. Nhóm còn lại sẽ trực ở địa cầu để duy trì an ninh. Khi phi thuyền của trái đất vừa tiếp cận được chiến thuyền của sao hỏa, thì họ đã nhanh chóng bị phát hiện và bị bắn hạ phi thuyền. Nhóm vệ binh đã lọt được vào trong, nhưng cũng đã phải đối mặt với sự tấn công của Secret ngay lập tức và gần như chưa thể đưa ra hướng giải quyết. Trong khi đó thì tại trái đất, Liên minh Thần Lằn đã quay trở lại, tấn công vào đúng lúc hệ thống phòng thủ của địa cầu đang yếu nhất. Lúc này chỉ còn lại Rex, Kay và Ray đang phòng thủ địa cầu. Mặc dù họ đã làm rất tốt ở nhịp đầu nhưng không duy trì được quá lâu và cũng dần trở thành một thảm họa. Một lần nữa, sự kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra với đội vệ binh địa cầu khi từng người bị hạ gục một cách đầy bạo lực. Kay đã không thể tạo kịp bản sao và bị bóp nghẹt. Còn pha tấn công của Ray cho thấy giả thuyết Ant-Man chui vào mông của Thanos rồi kích to lên là hoàn toàn có khả năng để có thể hạ gục Thanos ngay từ đầu. Rex cũng đã bị Kodo cắn đứt một cánh tay khi ra đòn, nó giống y như tình huống trong Invisible số 40 của năm 2007. Và với fan trù nhẫn thì cũng sẽ hình dung tới cảnh Kacharot cắn đứt cánh tay của Beren khi ông vẫn đang cầm viên Shimmery và bị nuốt thẳng vào bụng. Viên Shimmery đã làm cho Kacharot phát điên, còn Kodo thì cũng đã nổ tung. Rex là người cuối cùng bị đánh bại và điều đó có nghĩa là sẽ không còn bất kỳ vệ binh nào còn ở trái đất nữa cả. Cecil sẽ phải tự mình xử lý tình huống này, có thể nó sẽ rơi vào hoàn cảnh rất cực đoan. Địa cầu thời điểm này sẽ phải đối mặt với ba thảm họa đang cận kề. Liên minh Thần Lằn đã xử lý xong các vệ binh, Levi cũng đang nhằm nhè quay trở lại để trả thù Invisible. Và cuối cùng là cuộc tấn công của người Vitrum, tức là nó sẽ gần như bị tấn công dồn dập từ mọi phía. Khung cảnh cuối của bộ phim chuyển tới cảnh Alan đã sống trở lại với một thân hình cường tráng hơn, mặc dù trước đó anh đã bị ngắt thiết bị hỗ trợ sự sống. Điều này đã được Thedus giải thích rằng đó là một sự đánh cược vì ông tin rằng làm vậy thì Alan sẽ được tái sinh mạnh mẽ trở lại. Thedus là người hiểu rõ dự án chế tạo siêu chiến binh của người Unova, khi họ tự tin sẽ tạo ra các chiến binh mạnh mẽ nhất trong lịch sử và có vẻ họ đã thành công với cơ chế tái sinh này, giờ đây Alan được cho là có thể đánh ngang ngược với một người Vitrum. Thedus cũng tiết lộ mình chính là một người Vitrum và trong comic thì ông ta cũng là người Vitrum đầu tiên thoát được ra khỏi vòng vây của sự độc ác và xấu xa mà đế chế đã mang lại trong thiên hà. Thedus cũng yêu cầu Alan hãy trở lại trái đất để mang Mark trở lại đây, đó sẽ là chìa khóa để đánh bại đế chế Vitrum. Nên có lẽ sự xuất hiện của Alan sẽ là một viện binh quý giá trước tình hình đang rất phức tạp ở địa cầu. Và đó cũng là toàn bộ chia sẻ của mình về tập thứ 5 của Invincible mùa thứ 2 này. Các bạn thấy tập phim này thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.